Hello, xin chào các bạn đến với Dâu Hải TV. Hôm nay có club là duo. Các bạn cần 10 slap mới lấy được. Club này khác với club thường, thay vì một tay còn club hai tay. Nếu các bạn biết PVP, nó sẽ rất hữu ích cho việc PVP, nó còn rẻ các bạn cây. Bây giờ mình thử solo với bạn mình bằng club này.